nóng và đã được dư luận báo chí, thông tin truyền thông và nhất là các cái doanh nghiệp, người dân là phản ánh rất nhiều. Trong đó có cái việc là một số doanh nghiệp kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG là chiếm dụng trái phép chai của các doanh nghiệp có uy tín. Trong đó thì có nhiều cái chai LPG thì không những là bị chiếm dụng mà còn bị cắt tay rồi là xách mài vỏ, không được kiểm định và đưa ra thị trường để tiêu thụ. Mà có thể nói là tình hình này là có diễn biến hết sức là phức tạp. Từ trước kia thì cái số lượng thì nó có mức độ thôi, nhưng hiện nay là cái số lượng là chiếm dụng có thể nói là lên cái con số rất là đáng báo động. Và cái vấn đề này thì trước hết như chúng ta cũng đã thấy là cái việc là đầu tiên là ảnh hưởng đến cái quyền lợi của các doanh nghiệp, mà nhất là những doanh nghiệp làm ăn chân chính. Mà khi bị chiếm dụng thì rõ ràng là bị ảnh hưởng. Nhưng một cái điều cũng hết sức quan trọng đó là khi là bị chiếm dụng thì khi người tiêu dùng mà mua những cái sản phẩm này thì có thể nói là rất nguy hiểm, kể cả đến tính mạng.